Vâng, xin chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay đây em xếp một cái dàn karaoke cho một bác khách tại Hải Dương. Một dàn karaoke có giá trị là tầm hơn 18 triệu các bác nhá, sử dụng full 25. Thì đây là một trong những bộ karaoke sử dụng loa bát 25 nhưng mà có cái giá tiền cũng khá là cao. Tương đương gần bằng với một bộ bát 30 thông thường. Đấy. Thì bộ này có giá là tầm hơn 18 triệu. Thì cụ thể ở đây thì em xin giới thiệu cái thiết bị mà em ghép để cho bác Hùng ở Hải Dương nhé. Thì thứ nhất là một đôi loa ETC bát 25, một đôi loa phải nói rằng rất là đẹp. Cửa hàng em loa này thì chưa lên sóng chính thức. Hôm qua thì bên chú Xuân thì có giới thiệu về dòng loa này trong quá trình live stream. Nếu còn là về làm video cận cảnh và chi tiết về dòng loa này thì là chưa làm. Thì loa này thì có giá là 7 triệu đồng một cặp. Một dòng loa rất là nổi tiếng và rất là quen thuộc đối với những bác chơi âm thanh. Loa ETC của Mỹ, một trong thương hiệu rất là nổi tiếng các bạn, rất là đẹp, một dòng loa phải nói rất là đẹp. Xin nói luôn với các bác là loa này em về em chưa tút nhé, đấy em đang còn để nguyên bụi nhưng mà các bác thấy, thứ nhất là em cũng lựa ở đây là những cái đôi loa mà bốc ngang chứ còn không phải là lựa loa đẹp rồi, nhưng mà loa rất là đẹp, đấy rất là đẹp này, các bác thấy đang còn nguyên bụi đây là tức là bọn em chưa hề lau chùi đúng không ạ, nó chưa hề lau nhưng đang còn nguyên bụi này, đấy đang còn bụi. Nếu như mà loa mà bọn em đã tút rồi thì là lau nó sạch tinh và loa này rất là đẹp. Thì lô loa này thì phải nói là rất là đẹp, 100 đôi thì như một thế cả, không có loa nào xấu các bạn. Đấy, các bác mua loa thì yên tâm, không có một đôi loa nào xấu cả. Đấy, nhá. Đấy, em chia sẻ luôn với các bác. Đây, đấy, loa rất là đẹp. Loa này thì là thùng cân. Đấy, có một cái hình thức phải nói là rất là đẹp. Đấy, tầm đẹp tầm trên 90%. Kiểu dáng này thì là rất là chuộng các bác nhá. Kiểu dáng này là một trong những kiểu dáng đẹp nhất của loa full. Nhìn phát là vào trong nhà thì chúng ta phải nói là cái loa rất là sang, lỗ tay cầm vào đây, thùng cân rất là đẹp, nói chung là kiểu dáng đẹp và chất loa cũng đẹp, tiếng hay. Đấy, 7 triệu một đôi. Loa này thì số lượng không có nhiều, cho nên mà bác nào mà có nhu cầu và muốn gọi là tia cái dòng loa này thì các bác gọi luôn cho cửa hàng em nhé. Tiếp theo đấy là một con đẩy lắc, bác này cũng khá là chịu chơi. Đấy, bác đầu tư nguyên một con đẩy lắc 700W, con này là có giá 5,5 triệu. Em tư vấn rằng là nếu như các bác lấy đôi con đẩy lắc loại 5 triệu tức là loại 500W đấy thì là cũng đánh được đôi loa này rồi, đánh được hai đôi thoải mái luôn, thậm chí đánh được cả 30. Nhưng mà bác này thì bác cứ thích chơi con này cho nên mà thôi, cũng chiều theo ý bác là em ghép hẳn con là 700W cho các bác gọi là sang. Nhưng mà con đấy thì phải nói rằng rất là đẹp, nhưng mà rất là hay nè, đẹp nhưng phải hay. Nói thật với các bác luôn, những cái bộ già như thế này là vừa đẹp và vừa hay. Một con vang Vina X5, đây Vina X5. Thì con vang này thông báo với các bác là hiện nay là giá nó khá là cao. X5 hiện nay nó cũng có rất là nhiều cái phiên bản, nhưng mà cái dòng Vina là cái dòng đắt nhất. Thì cái Vina này ngày trước bên em bán là 2,5 triệu tặng điều khiển, nhưng hiện nay là giá còn tăng lên một chút. Thì cái giá này thì các bác thông cảm là em mua nhập vào rất là cao rồi, cho nên mà thực sự là như thế. Nếu như bác nào mà lấy cái tên ở đây nó loại khác thì bên em sẽ bán rẻ hơn một chút. Tức là cái tên tên ở đây thì nó có thể là tên khác, nhưng mà trừ Vina ra chất lượng thì còn là có thể là tương đương nhau, nó có gầu như là nó giống nhau thôi. Nó thật với các bác thế, chất lượng thì hàng bãi là nó hầu như là 90 với nhau cả, nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà riêng cái dòng Vina này là dòng đắt nhất trong dòng X5, nó là như thế, cho nên mà cái dòng này nó giá nó sẽ cao hơn so với mức trung bình. Hiện nay là những cái dòng vàng X5 nhưng mà phiên bản khác thì bên em vẫn bán là 2,5 triệu coi nhá, còn dòng này thì giá cao hơn một chút. Thì giá là cụ thể là 2,7 triệu một cái. Các bác nào mà lấy loại bình thường 2,5 triệu thì có thể liên hệ với cửa hàng em. Còn nếu như các bác mà lấy loại Vina thì đúng là giá nó sẽ cao hơn, chuẩn hàng Vina các bác nhá. Chứ còn nếu như mà hàng loại khác thì em không nói. Một con nữa, một bộ mic DKV12 3,5 triệu. Đây có lẽ là cái mức giá này là giá rất là hợp lý trong cái thời điểm này. Mic tất cả các công ty đều lên, riêng D thì vẫn giữ giá cho các bác. Đấy, thì cái bộ dàn này thì các bác vui lòng cộng lại nhá. Thì em bây giờ em sẽ test thử các bác này. Thì trong quá trình cài đặt thì đây em sử dụng đây máy tính, máy móc để đo để các bác xem nào. Đây em sử dụng máy thiết bị đo RTA để căn chỉnh cho nó tốt nhất. Để mời các bác chúng ta nghe thử chất âm của nó nhá. Em sẽ hát thử thôi.
đời thì chẳng khi đèn cười vui mới đón nhưng giờ tướng chẳng hề quen gặp gặp thì người thơ làm như chẳng biết bao giờ tình nghe xưa chỉ còn lời nói lừng lờ cuộc đời thì có cho không rồi khi tổn thiếu mọi người có đòi được không giàu thì nhiều người theo quanh nhiều chóng vắng thì nghèo lời nói yêu thương đành trả lại người tôi nhìn cuộc đời cách sao không vừa tay với nhìn lại mình sao tay còn đang chắc tay bao lời yêu miếng tư sao chờ ta vời trong bóng đêm nhập chung ngồi một mình thôi suốt cả đời này biết mấy ai thân nhiều đêm ngâm giấc ngơ ngàng nhớ người tình nhân còn gì để tặng nhau một khi lá đã đổi màu tình nghe mai đêm về trong lòng đều sâu một hai ba bốn năm sáu bảy bảy ba năm lời nói yêu thương đành trả lại người thôi nhìn cuộc đời tranh sao không vừa tay với nhìn lại mình sao tay còn đang chẳng tay bao lời yêu miếng thương sao chờ ta vời cho bóng đêm chầm chung ngồi một ôi suốt cả đời này biết mấy ai thật nhiều đêm thầm giấc ngơ ngàng nhớ thời tình nhân còn gì để tặng nhau một khi lá đã đổi màu tình nghe mai đêm về trong lòng ngàn sâu chỉ để tặng nhau một khi lá đã đổi màu tình nghe mai đêm về trong lòng đều sâu. Đấy các bác nhá, em vừa hát xong ấy thì lưu ý các bác là cái bộ dàn này thì nó sẽ kèm theo cái điều khiển, thì trên điều khiển này nó sẽ có các cái chế độ để chúng ta chọn hát. Thì ở đây thì em đang hát là chế độ số 1. Thì ví dụ như là các bác nào mà muốn hát tốt, chúng ta muốn hát vang nhiều thì các bác có thể là hát chế độ reverb. Chúng ta muốn nhẹ nhiều thì chúng ta hát chế độ eco, thì sẽ có những cái chế độ để chúng ta hát rất là thuận tiện các bác nhé. Đấy, và em xin kết thúc cái video tại đây. Thì bác nào có nhu cầu lắp những cái dàn karaoke thì liên hệ trực tiếp với cửa hàng Nam Tép nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại.